Xin chào các bác. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 10 thì tôi có lên một cái video dành cho bác nào mà đang yêu thích một cái vòng tay đốt trúc gỗ huyết long, gỗ nu huyết long. Thì đây là một cái mẫu đốt trúc cho nam đấy ạ. Dành cho nam. Các bác nhìn sơ qua một chút nhé. Rồi tí nữa thì tôi và các bác sẽ đi vào chi tiết cái sản phẩm này. Trước khi bắt đầu thì tôi cũng dành vài phút để cho các bác mới ghé shop. Những cái video mà chi tiết sản phẩm giới thiệu như này thì thường là bên tôi sẽ đăng vào 17 đến 19 giờ hàng ngày, cố gắng là đều đặn các bác. Còn những cái video ngắn thì bên tôi sẽ đăng vào buổi sáng hoặc buổi chiều các ngày trong tuần, cố gắng cũng sẽ rất là đều đặn. Đặc biệt là các bác chú ý đến những cái video ngắn. Những video ngắn thì sẽ đăng những cái thông tin khuyến mại và giá thành sản phẩm. Các bác hãy chú ý tới những cái video đấy, ta sẽ theo dõi sản phẩm bên Mộc Hướng Shop một cách tốt nhất. Cũng khá là lâu rồi tôi không đăng những cái video vòng gỗ nu huyết long kiểu như này. Vì thứ nhất là cái mẫu nu huyết long này thì giá nó ở tầm trung bình và phổ thông. Thì tôi thường tư vấn qua Zalo cũng như là Facebook cho các bác thôi, chứ tôi không làm nên video nữa. Thì hôm nay có một bác hỏi nhắn tin trên Zalo thì bác ấy yêu cầu một Hướng Shop là chọn cho bác một cái vòng gỗ phong thủy đeo tay mà chất gỗ tốt một chút và đeo nó đẹp với thời gian, đặc biệt là giá thành của nó phải vừa phải, không quá cao. Thì tôi đã nghĩ ngay đến cái vòng nu huyết long này. Sau khi mà tư vấn cho bác ấy thì bác ấy đã quyết định là lấy một chiếc vòng đốt trúc size 12 ly. Thì bác ấy cũng chia sẻ là bác ấy 70 cân đến 75 cân, nó dao động trong hai cái mốc đấy. Thì bác ấy đã lấy cái vòng 12 ly này. Bên tôi đang có cái chương trình khuyến mại trong cái tháng mới, tháng 10 này các bác, và giảm giá cho các bác nhé. Đầu tiên thì tôi nói cho các bác là giá niêm yết của cái vòng này là 650 các bác. Nhưng mà cái đợt vừa rồi thì bên tôi có khuyến mại giảm giá còn 450. Nhưng mà trong cái tháng 10 này thì bên tôi đã có giảm nữa cho các bác, giảm cho các bác hẳn 100 nữa các bác, là còn 350 cái vòng này thôi. Thì đúng lúc khuyến mại này thì bác ấy nhắn tin thì bác ấy rất là nợ đúng không ạ? Bác ấy được hai đợt khuyến mại và giảm rất là nhiều, gần như là một nửa giá rồi. Gần như là bên tôi đang xả hàng cái sản phẩm này. Bên tôi còn rất là nhiều những cái mẫu vòng như này các bác. Đây là vòng mà huyết long loại đẹp. Tôi giới thiệu lại một chút là hàng này là hàng nu huyết long gốc già và hàng loại đẹp các bác nhé. Thấu quang của nó cũng khá là tốt, chứ nó không phải là hàng bình thường đâu các bác. Cái loại này là thấu quang của nó cũng khá là ok, đạt tương đối từ 30 đến 50, 60% đấy. Đây các bác nhìn những cái hạt nó rất là đẹp, bên tôi đã chọn rồi, không có hạt nỗi, hạt sứt gì cả các bác nhé. Đây những cái hạt nó rất là đẹp, nguyên một vòng bên tôi đã chọn và xỏ lại rất là cẩn thận. Các bác nào mà đang có nhu cầu một cái sản phẩm vòng tay gỗ phong thủy như cái yêu cầu của anh khách này thì các bác nên, đây là một cái gợi ý dành cho các bác, cũng rất là tuyệt vời. Một chiếc vòng gỗ cực kỳ già, hàng gốc cây, gốc già như thế này và đẹp như thế này, và lại đang được khuyến mại nữa. Thì các bác hãy tham khảo, và nếu mà các bác muốn tư vấn hay là mua sản phẩm trong cái tháng này thì các bác sẽ nhận được cái khuyến mại cực kỳ lớn của một Hướng Shop đấy ạ. Thì các bác, nếu mà các bác đặt hàng thì các bác có thể gọi điện trực tiếp qua số điện thoại 0987863250 hoặc 0985333952, hoặc nhắn qua Zalo cho bên tôi cũng được đặt hàng.
Bên tôi chỉ cần địa chỉ là số điện thoại và tên của các bác nhận hàng thì bên tôi sẽ giao hàng tận nơi trực tiếp. Hiện tại thì đang trong tình hình dịch như này thì người ta không có chuyến bay thì sẽ giao hàng cũng khá là chậm đấy ạ. Nếu mà từ Bắc vào Nam hoặc từ Nam ra Bắc thì sẽ khá là chậm. Còn nếu mà các bác ở miền Nam như tôi đang ở Hồ Chí Minh cơ sở 2 này thì tôi giao cho các bác miền Nam thì cũng khá là nhanh thôi. Vì là đường bộ thì đi nó khoảng mất từ 2 đến 3 ngày. Còn kết nối các tuyến với nhau nữa thì nó khoảng đến từ 4 đến 5 hôm đấy. Dịch bệnh do tình hình dịch cho nên là nó cũng khá là chậm. Còn ra ngoài Bắc thì cũng phải hết tuần đến 10 ngày đấy. Tôi cũng không dám chắc nhưng mà nó sẽ rất khá là lâu. Nhưng mà phải chịu thôi, biết làm sao được. Bây giờ nó tình hình chung rồi, nó gọi là sống chung với lũ rồi các bác. Nói thêm cho các bác để các bác hiểu thêm về chiếc vòng gỗ huyết long này nhé. Thì tôi vừa nói rồi, cái vòng này nó là được làm từ phần gốc của cây. Thì các bác biết cái phần gốc của cây thì nó rất là hiếm, mà cái phần nu gốc ở dưới gốc ấy thì nó cực kỳ hiếm, và nó gỗ của nó rất là chắc và già. Chính vì vậy khi mà làm ra những cái chiếc vòng như này thì nó rất là đẹp, càng đeo nó càng bóng, nó càng nì gỗ xuống, nó càng xuống màu rất là đẹp. Nó nói để các bác hiểu về sản phẩm một chút. Và cái này nó có hương thơm, có tinh dầu, có hương thơm, rất là dễ chịu các bác nhé. Ở cuối clip thì tôi cũng xin chúc các bác thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.